Tacharino Atta Hawe Chitang Seyo Cha Ya Cha Yang Itara Pacha Atta Dan Tatsa Po Satsa Nip Chang Sanya Tacharino. Tự thắng tốt đẹp hơn, hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình thường sống tự chế ngự. Bản dịch Hòa Thượng Minh Châu. Vẻ quan tự thắng chính mình khó hơn ngàn vạn chiến binh xa trường. Chư thiên phạm đế ma vương làm sao thắng kẻ tự thường thắng y. Bản dịch bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong. Mến mời bàn tay của cô tu nữ Tuệ Duyên. Và mời cô. Dạ, sa thú Lanh Thai. Kính cảm ơn chị. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Đức, kính lễ quý tu nữ cô Thammachari, kính chào quý Phật tử. Và bây giờ Tuệ Duyên xin kệ kinh Pháp Cú số 104. Cảm ơn huynh. Atta Hawe Chitang Sayo Ya Cha Yang Itara Pacha Atta Dan Tat Sapo Sat Sanik Chăng Sanh Nhá Tát Cha Lý Nô. A Ta Quê Chi Tăng Thầy Vô Gia Cha Văn Y Ta Ra Pa Cha A Ta Đàn Tát Sa Po Sa Sa Bích Chăng Sanh Nhá Tát Cha Lý. Atta Hawe Chitang Sayo Yachayang Itara Pacha Atta Danta Sapo Satsa Nichang Sanyata Charino. Atta Hawe Chitang Sayo Ya Cha Yang Itara Pacha Atta Tat Sapo Sat Sanit Yang Sanya Tacha Rino. Tự thắng tốt đẹp hơn, hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình thường sống tự chế ngự. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vẻ vang tự thắng chính mình khó hơn ngàn vạn chiến binh xa trường. Chư thiên phạm đế ma vương làm sao thắng kẻ tự thường thắng y. Phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, tự nhiên đã ôn bài xong. Bây giờ đã thấy tín hiệu của Sích Tina. Dạ, kính mời Sích. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được tập bài. Atta Hawe Chitang Sayo Ya Cha Yang Itara Pacha Anta Tan Tan Sapo San Sa Ninh Chang San Yata Cha Nino. Tự thắng tốt đẹp hơn, hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình thường sống tự chế ngự. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Anh ta quê chi tăng xây dô và cha dân y ta ra pha cha anh ta đánh thân xa phố xanh xa niềm chẳng xanh nhá ta ra cha ta cha ni nô. Anh ta quê chi tăng xây dô ya cha yang ni ta ra pa cha an ta dan tan sa pu san sa nin chang san ya ta cha ni nu. Vẻ vang tự thắng chính mình khó hơn ngàn vạn chiến binh xa trường. Chư thiên phạm đế ma vương làm sao thắng kẻ tự thương.
thường thẳng y của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con kính tri ân quý sư và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Đại Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ với ba với cô với nữ, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Đàn Đông, chị Nhật Quỳnh và cô tu nữ tự nhiên cho biết tín hiệu như rõ. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 104 ạ. À ta ha vê chị tăng say vô la cha văn y ta ra ba cha a ta đăng ta sa vê sa thân sa ni chân sân nha ta cha y no a ta ha vê chị tăng say vô dạ cha văn y tà la ba cha a ta đăng ta sa tô sa thi sa ni chân sân nha tà cha y no. Tự thắng tốt đẹp hơn hơn chiến thắng người khác. Người khéo đều phục mình, thường sống kế ngữ. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. A ta ha quê chị thân say vô dạ cha văn y tà ra ba cha a ta đăng ta xà bô sa thi sa ni chăng sanh nha tà cha vi na. Vẻ tự thắng chính mình khó hơn ngàn vạn chiến binh xa trường, chư thiên phạm đế ma dương, làm sao thắng kẻ tự thường thắng y. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm ơn Quynh Quá Thanh Na đã bóp bài ạ. Và xin mời Quynh ạ. Sa thu lành thầy xích trình đạo. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Kính đảnh lễ cho đại đức tăng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin được kể kinh pháp cú số 104. Dạ, kính cảm ơn cô tu nữ Tế Duyên xích nhiệt thuyền xích đăng đông xích trần đạo cho biết nghe rõ. Atta ha ve chi tang say yo ya cha yang itara pa cha atta dantasa po sasa nikyang sanya tacarino atta ha we citang sayo ya cha yang itara pa cha atta dantasa po sasa nikyang sanya tacarino atta ha we chi tang sayo ya cha yang itara pa cha atta dang tassa po sassa nikyang sanya tacarino. Tự thắng tốt đẹp hơn hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình, thường sống tự chế ngự. Bản dịch của ngài Minh Châu. Vẻ vang tự thắng chính mình khó hơn ngàn vạn chiến binh xa trường, chư thiên phạm đế ma vương, làm sao thắng kẻ tự thường thắng y. Bản phổ thơ của ngài Giới Đức. Dạ, Nam Mô Phật Thầy. Dạ, con xin được xin mít. Dạ, kính mời cô xin trực thuyền. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Minh Quách Thanh Á. Dạ, Nam Mô Phật Tha Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô tu nữ tỳ viên Thích Đặng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cô tu nữ thăm máy cho đi, có trước máy không cô? Cô có cầm mic được không cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn Thích Đặng Đông. Dạ, cô tu nữ thăm máy cho đi, có trước máy không ạ? Dạ, vậy là không, cô không có trước máy rồi. Dạ, con cảm ơn Sức Trang Đạo. Dạ, con xin được ôn bài câu Pháp Cú Kinh 104 ạ. Trong khi chờ đợi cô tu nữ thăm máy cho đi. Dạ, nếu cô đưa tay thì Nhật Quỳnh nhường mít liền ạ. À.
Dạ, Nhật Bình không thấy bàn tay của cô. Dạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ con xin được ôn bài 104 ạ. Cảm ơn Minh Bát Thanh Á cho bài học. Atta ha về ki tăng say yo ga cha yang itara ba cha atta dan ta sa bo sa sanit chan san nhat ta cha ri no. Atta ha về ki tăng say yo ga cha yang atira ba cha atta dan ta sa bo sa sanit chan san ta nhat ta nhat ta cha đi nô atta ha về chi tăng say vô và cha văn itara ba cha atta đành ta sa bồ sa sanit chan san nhat ta cha đi nô. Tự mình tự thắng tốt đẹp hơn hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình thường sống tự chế ngự. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Atta ha quê chị tặng say vô dạ cha văn y tà ra ba cha Atta đanh ta sa bộ sa 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 nít chanh sanh nha tà cha ri nô. Atta ha quê chị tăng say vô dạ cha văn y tà ra ba cha Atta đanh ta sa bô sa sa nít chanh sanh nha tà cha ri nô. Vẻ vang tự thắng chính mình khó hơn ngàn vạn chiến binh xa trường. Chư thiên phạm đệ ma vương làm sao thắng kẻ tự thường thắng y. Và đây là bản khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con ôn bài và con không có thấy bàn tay của tu nữ Tâm Má Cha Ri và cũng không có bàn tay vị nào nữa. Dạ, mặc dù giờ đồng hồ của con còn sớm 2 phút nhưng con thấy Đại Đức Minh Mẫn đã vào đạo tràng rồi. Dạ, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Minh Mẫn cùng chư tôn đức vừa quan tâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Sa thú ranh thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tự Đức Từ Bi Hoan Hỷ Tiên Phong Ông bài Pháp Quốc Kinh 104. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tị Viên, Minh Quá Thanh Á, Chích Trần Đạo, Thi Na, Chích Rạng Đông và cô Cẩm Vân đã hoan hỷ ôn bài Pháp Cú Kinh 104. Và bây giờ thì đã đến giờ học bài mới Cao Pháp Cú Kinh 105. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Minh Mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Minh Bát Thanh Á cho bài học. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambu Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambu Tha Sa. Nam mô Ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddhassa. Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản phần nhận lời nhưng chẳng nhị hơi biết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ đó là nhóm kiều chẳng như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ chấp vẹn toàn
Một lòng trăng thổi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam dời thừa ăn phổ cầm, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, tỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi gặp chúng ni, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ đạo tràng, chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng viên sự và ý nghĩa pháp của kinh 105. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ sa thú lành thai, con kính nhân bích đến sư ạ. Dạ, yeah, sa thú lành thai, kính tri ân cô Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, con thành kính đảnh lễ Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức hiện diện. Kính chào quý vị cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Chào, kính tri ân quý vị đã cho biết là nghe âm thanh rõ. Kính bạch chư Tôn Đức. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục cùng nhau học bộ kinh Pháp Cú Tham Áp Bá Đá. Với câu kệ số 105. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này 2 lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Trước khi chúng ta bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng, chúng tôi cũng xin mạn phép nói lên cái tin này để bà con chúng ta cùng nhau tùy hỷ. Là trong vòng 2 tuần nay, chúng tôi nhận được 2 tin nhắn đến. Một tin nhắn là sư gì ở chùa Kỳ Viên, Mỹ, quên mất. Sư Thánh Tâm, dạ. Yeah. Sư Thanh Tâm cúng dường 270.000. Rồi cô Helena cúng dường 1.000.000. Mong bà con chúng ta tùy ý với nhân bố thí của những người đó. Rồi quý vị tùy ý với cái quả phước của chúng tôi. Quả phước này phát sanh lên cho chúng tôi để phục vụ các nhu yếu phẩm, để hỗ trợ các nhu yếu phẩm phục vụ đời sống tu hành trong mùa Covid này. Những ai mà bố thí đó thì khéo tác ý để phước báo của chúng ta tăng trưởng nhiều hơn. Rồi cũng bố thí đó đó là cái nhân cái duyên để người bố thí đó, đó chiến thắng được cái lòng bủn xỉn, lòng tham dữ. Còn mà người nhận được cúng dường đó hiểu rõ nhân quả vậy, rồi tái sử dụng cái quả đó cho thích hợp đó, đó thì người đó đó tạo nhân, tạo duyên, tạo điều kiện để chiến thắng sự si mê. Tùy thuộc vào chúng ta nghĩ theo cái hướng nào, nghĩ theo cái khía cạnh nào. Miễn sao cái hướng, cái khía cạnh đó đó mà hỗ trợ giúp cho mình giảm một loại phiền não nào đó, thì đó là nhân, là duyên
để chúng ta chiến thắng cái tâm ma của mình, chiến thắng cái phiền não ma. À, chúng ta đang học một loạt hai câu kệ này nè, xin thú chị. À, rồi chúng tôi sẽ thêm một miếng âm thanh nữa. À, thì khi mà quý vị nghe chúng tôi nói vậy đó, à, thì là chúng ta cũng cố gắng tùy hỷ nhưng mà nên có trí tuệ. À, tức là hiểu rõ hiểu rõ ràng mình tùy hỷ cái nhân gì, nhân đó, đó dẫn đến kết quả gì. Đó, tùy hỷ quan hỷ với nhân lành của người ta là vậy, tùy hỷ quan hỷ với cái quả lành của người ta mà có cái sự hiểu biết vậy đó, là mình đang tu tập tâm tùy hỷ mà có trí tuệ. À, tập dần dần vậy đó, xin thưa quý vị, các cái phiền não của mình từ từ nó sẽ rơi, nó rụng. À, và lúc mà phiền não nó rơi rụng đó, thì đồng nghĩa với việc đó là mình chiến thắng phiền não rồi. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau tiếp tục học câu kệ 105. Câu kệ này cũng đề cập tiếp cái phần chiến thắng tâm ma của mình. Câu kệ này gồm có 4 đoạn. Đoạn thứ nhất của câu kệ: Ne wa de vo na gan thap bo. Ne wa de vo na gan thap bo. Đoạn thứ hai: Na ma ro sa pram mu na. Na ma ro sa pram mu na. Đoạn thứ ba: Chi tăng apa chi tăng ca di ra. Chí tăng apa chí tăng cái gì ra. Đoạn thứ tư: Ta tha ru pa sa chan tu no. Ta tha ru pa sa chan tu no. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có 4 từ. Từ đầu tiên nghe quá, đây là một hợp từ, chúng ta tách ra na cộng với là e quá. Na là phủ định từ, có nghĩa là không. Ê quá, từ này mình dịch nghĩa cũng được mà không dịch cũng được. À, nếu dịch nghĩa thì cái từ ê quá này có rất là nhiều nghĩa. À, thậm chí ngay cả vừa khi, vân vân, có rất là nhiều nghĩa dịch. Từ thứ hai, đê vô đê quá, chia theo chủ cách. Đê quá là vị thiên hay là người trời. Mình đừng có dịch chư thiên, chư là số nhiều rồi. Mình dịch là vị thiên hoặc là người trời. Chữ ná tiếp theo chúng ta đã lấy nghĩa ở trên, không. Từ cuối cùng gan thấp bô, gan thấp bá, chia theo chủ cách số ít. Gan thấp bá dịch âm đó là càng thác bà. Mà dịch nghĩa đó là hương thần. Hương thần tức là cái vị này thích mùi hương. Rồi qua tới đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta có 4 từ. Từ đầu tiên ná phủ định từ, chúng ta đã lấy nghĩa ở trên, không. Từ thứ hai maro. Maro là mara, chia theo chủ cách. À, maro mình dịch âm đó là ma. Ma ha, ma hoặc là ma vương. Nếu mà mình dịch ma đó, mình mà dịch ma vương đó thì là chỉ cho ông chư thiên ở trên cõi sao có tự tại đó. Còn mình dịch ma đó, đó thì lúc đó đó là sẽ hiểu rất là nhiều nghĩa, như là tử thần ma, rồi là
phiền não ma, rồi ngũ quẩn ma, vân vân. Từ thứ ba, saha. Saha giống như tiếng Anh là with, với, cùng với. Từ thứ tư, Pramuna. Pramuna, Pramuna đây là một cái danh từ nữ tính, là vị Phạm Thiên. À, Phạm Thiên dịch âm đó, còn dịch nghĩa đó là Phạm Chí. À, Phạm Thiên hay Phạm Chí gì cũng được. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên, Chí Tăng. Chí Tăng là chí tá, chia theo đối cách. Chí tá là sự chiến thắng. Còn từ thứ hai, Apachitang là Apachita, chia theo đối cách. Apachita là chiến bại. Hai từ này đối nghĩa lại với nhau. Chúng ta thấy có tiếp động ngữ á trước đó. Chitang là sự chiến thắng, Apachitang là sự chiến bại, là thắng là thua đó. Từ cuối cùng, cái gì ra. Cái gì ra đây là từ cái động từ cá rô tí đó, xin thưa quý vị. À, mà chia theo khả năng cách ngôi thứ ba số ít. Đây là một cái động từ bất quy tắc. À, động từ này chúng ta phải học thuộc lòng. À, thì cái gì ra là ngôi thứ ba số ít. À, khả năng cách thì mình dịch đó là có thể. À, có thể làm, có thể tạo. Rồi đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên, Tatharupasa là Tatharupa, chia theo cách thứ tư. Cách thứ tư với cách thứ sáu giống nhau, xin thú vị. Nhưng mà trong trường hợp này đó là cách thứ tư, bởi vì hai cái từ này đi chung với nhau, làm túc từ gián tiếp. Là trong tiếng Anh đó, túc từ gián tiếp là có thêm chữ to hoặc là for. Thì tatha rupa là một hợp từ mình tách ra, tatha cộng với là rupa. Tatha có nghĩa đó là như vậy hay là giống vậy. À, đây là một cái trạng từ. Rồi rupa đó thì thông thường chúng ta hay nghe dịch nghĩa đó là sắc hay là hình thức. À, nhưng mà chữ rupa này còn có một cái nghĩa nữa là phẩm chất. Rồi từ cuối cùng, chantunu. Chantunu là chan tu mà chia theo cách thứ tư. Đó, chúng ta thấy này, hai từ này đó là đồng cách đồng số. À, thành ta là nó làm tính từ cho cái chan tu nô không sao. À, chan tu chia theo cách thứ tư số ít, thành ra nó có cái hình thức là uno. À, chan tu có nghĩa là con người. À, mình dịch là người. Rồi bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi nè. Nguyên các câu này chúng ta thấy chỉ có một cái động từ một là cái gì ra. Đoạn 1, đoạn 2 đó chúng ta thấy ngoài các từ bất biến ra, những từ còn lại đều chia theo ở chủ cách. Thành ra chúng ta lấy các cái chủ cách đó chúng ta dịch trước. Nê quá, chữ e quá đây mình có thể bỏ. Na, không. Devo, không phải là vị thiên. Na, gan thấp bô, không phải là hương thần. Na, maro, không phải là ma vương. Saha, cùng với Brahmuna, Phạm Thiên. Ca-yira, có thể tạo ra,
chí tăng, áp chí tăng, sự chiến thắng, chiến bại. Tát tha ru pa sa chan tu nô, đối với người có phẩm chất như vậy. Xin thưa với bà con là cái câu kệ pháp cú số 105 này nè, nó nối với câu pháp cú số 104. Thành ra bà con chúng ta hiểu ha, người có phẩm chất như vậy, tức là cái người có cái phẩm chất chiến thắng ở câu kệ pháp cú số 104 đó. Đó là người khéo điều phục mình. Còn nguyên trong câu đó là tự thắng là tốt đẹp hơn, hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình, thường sống tự chế ngự. Thì người có cái phẩm chất như vậy ở đây đó, tức là người khéo điều phục mình. Mà cụ thể đó ha, phải là người khéo điều phục được cái tâm của mình. Điều phục cái tâm. Rồi đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 105. Kính tri ân cô Nhật Quỳnh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 105. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang avivadhemi Svakato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami Namaturatanatayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp. Tại râm Pháp Quốc Kinh, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học câu kệ Pháp Cú số 105. Câu kệ này cùng với câu kệ Pháp Cú số 104 nằm trong phẩm ngàn Sahasawaka, được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Chetavana Kỳ Viên, đề cập đến một ông bà La Môn đến hỏi Đức Thế Tôn về pháp vô ích. Một lần nọ có một cái ông bà La Môn khởi lên cái ý nghĩ rằng là Đức Thế Tôn bậc chánh đẳng chánh giác, Ngài chỉ có biết pháp hữu ích thôi, hay là Ngài còn biết luôn cả pháp vô ích nữa? Ta sẽ đến hỏi Ngài về điều này. Khởi lên ý nghĩ vậy, xong ổng mới đến, ổng gặp Đức Thế Tôn, rồi ổng hỏi Ngài, bạch Ngài, người ta nói rằng Ngài chỉ biết pháp hữu ích thôi, chứ không có biết pháp vô ích, có đúng vậy không? Thì Đức Thế Tôn Ngài mới trả lời, Ngài nói, nè ông Bà La Môn, ta biết cả pháp hữu ích lẫn pháp vô ích. Cái ông Bà La Môn này, ông yêu cầu Ngài, ông nói, nếu vậy đó thì xin Ngài hãy thuyết pháp vô ích cho tôi biết đi. Cái Đức Thế Tôn Ngài mới thuyết. Usura-say-yang a-la-say-yang Chan-dik-kang-di-kha-sot-thi-yang E-ka-sat-tha-na-yam-an-ang Para-da-ru-pa-sat Sê dạ năng Ê tăng Râm mạ nạ Sê quá súc Á nát thăng tê
và Visati. Câu kệ này được Ngài Hòa Thượng phát minh ngày dịch: ngủ sau khi mặt trời đã mọc, giả dười, biến nhát, hung bạo mà hưởng phước lâu dài. Hành trình theo một tà đạo, bám theo sắc đẹp của vợ người khác, này Bà La Môn, hãy nương theo các pháp ấy thì ông sẽ không được lợi ích. Đó, pháp vô ích là vậy. Thì sau khi nghe xong cái bài pháp này, ông Bà La Môn ổng hoan hỷ, ông tán dương Đức Thế Tôn, nói lành thay, lành thay, Ngài thật là bậc thầy tổ, là bậc đàn anh của một phái. Ngài biết cả pháp hữu ích và pháp vô ích. Lúc đó Đức Thế Tôn Ngài mới dạy, Ngài nói này, ông Bà La Môn, không có ai đó ở trên đời này mà biết được cả pháp hữu ích và pháp vô ích giống như ta đâu. Sau khi Đức Thế Tôn Ngài dạy dạy xong, Ngài mới quán xét cái nhân duyên khuynh hướng của ông Bà La Môn này nè, nói cái gì thì thích hợp cho ông, nói cái gì thì có lợi ích cho ông này. Nên Đức Thế Tôn Ngài hỏi ông Bà La Môn này, Ngài nói này, ông Bà La Môn, ông sống bằng nghề gì? Cái ông Bà La Môn này trả lời Đức Thế Tôn là: bạch Ngài, con sống bằng nghề cờ bạc. Cái Đức Thế Tôn hỏi vậy cho ông đánh bạc đó, thắng hay thua? Thì ông Bà La Môn này ông nói: thưa Ngài, có khi thắng nhưng mà cũng có khi thua. Thì Đức Thế Tôn nương theo đó, Ngài mới dạy, Ngài nói này, ông Bà La Môn, người thắng được kẻ khác trong sòng đổ bát không mấy gì có giá trị, không bằng người tự thắng phục phiền não của chính mình. Quả vậy, người đã tự thắng không ai có thể thắng người ấy được. Dạy cho ông Bà La Môn như vậy xong, Đức Thế Tôn Ngài thuyết một loạt hai câu kệ. Hôm trước chúng ta đã học xong câu kệ đầu, hôm nay chúng ta học tiếp câu kệ thứ hai, tức là câu kệ 105. Đức Thế Tôn Ngài thuyết: Ne wa devo na gan thap bo na ma ro sa ha pram mu na chi tăng áp a chi tăng ca yi ra ta tha ru pa sa chan tu no. Thì ở trong chú giải đó không nói là sau khi chấm dứt cái câu kệ này thì ông Bà La Môn đó là ổng như thế nào, mà chỉ nói rằng sau khi thuyết xong cái câu kệ này đó thì có nhiều tỳ kheo chứng đắc quả, nhất là quả Tu Đà Hoàn. Và câu kệ này được Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ 5 chữ: dầu thiên thần Thác Bà, dầu ma vương Phạm Thiên, không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy. Còn Ngài Hòa Thượng Giới Đức thì dịch là: vẻ vang tự thắng chính mình, có hơn ngàn vạn chiến binh xa trường, chư thiên Phạm Đế Ma Vương, làm sao thắng kẻ tự thường thắng y. Và có cái bản dịch tiếng Việt của chúng tôi nữa, thì đây là ba cái bản dịch, ba phần tham khảo để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali mà Đức Phật Ngài dạy. Vậy câu kệ này Đức Phật Ngài dạy cái gì, xin thưa quý vị? Câu kệ 104 đó. Đó thì câu đó đó, Đức Thế Tôn Ngài dạy đó là: nếu mà mình tự điều phục được cái tâm của mình đó, thì đó là chiến thắng vẻ vang, chiến thắng tốt hơn tất cả các chiến thắng khác. Bởi vì khi mà mình điều phục được cái tâm của mình, tức có nghĩa đó là mình đã từ bỏ được các cái phiền. Mà những phiền não nào đã từ bỏ được rồi, những phiền não đó sẽ không có sanh trở lại. Đó thì thành ra đó, cái chiến thắng đó là bất chiến bại. Bất chiến bại. Rồi đến cái câu này đó, thì Đức Thế Tôn Ngài dạy nè ha: dầu thiên thần Thác Bà, dầu ma vương Phạm Thiên, không ai chiến thắng nổi người chiến thắng như vậy. Người chiến thắng như vậy tức là người
có cái tâm đã được điều phục, có cái tâm đã được nhiếp phục, có cái tâm đã được thanh lọc, có cái tâm đã được thanh tịnh. Với người vậy đó thì chư thiên Càn Thác Bà, Ma Vương, Phạm Thiên không ai chiến thắng nổi người đó. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, cái câu kệ này chúng ta hiểu hai phương diện. Một đó là người tự thắng như vậy, tức là người điều phục được cái tâm của mình đó, thanh lọc được cái tâm của mình, làm cho cái tâm của mình thanh tịnh thì thứ nhất nè, công việc đó đó thì xin hỏi quý vị đó, có ai làm giùm mình được không? Chư thiên làm giùm mình được không? Càn Thác Bà làm giùm mình được không? Ma Vương làm giùm mình được không? Phạm Thiên làm giùm mình được không? Thứ nhất. Thứ hai nữa đó là với một người sau khi nhiếp phục được cái tâm của mình, sau khi làm cho cái tâm của mình trở nên thanh tịnh, thì người đó không bị chư thiên Càn Thác Bà, Ma Vương, Phạm Thiên hoặc bất kỳ một ai có thể làm cho cái tâm của người đó bị xoay chuyển, tức là khống chế cái tâm của người đó được. Đó, mình hiểu trên hai phương diện vậy đó. Vậy thì trước hết này ha, mình hiểu đó, cái quy lực của các cái vị mà được đề cập trong cái câu kệ này, yếu quy lực của họ như thế nào. Theo quý vị đó, chư thiên có thể đó là chi phối được cái tâm của chúng ta không? Xin thưa được ha. Bằng chứng là gì? Chúng ta nhớ đó là bà Visakha đó có nhiều người bạn. Thì một lần nọ đó, bà Visakha đã dẫn những người bạn của mình đi vô nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Mà những người bạn này đó là các cái mệnh phụ phu nhân, những người vợ của quan cũng có chức, có quyền, rồi có địa vị danh vọng, người giàu có, và họ đang thụ hưởng cuộc đời, đang thụ hưởng dục lạc. Thành thử ra khi mà đi dạo trong chùa nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp đó, thì họ cũng giấu giếm mà đem theo rượu bia để họ uống. Và khi mà đang nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp rồi trong người đó có rượu bia vậy đó, thì theo quý vị đó là có tập trung để nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp không? Không. Có rượu bia vậy đó, dễ tâm dễ bị sao lãng, dễ phóng dật. Lúc đó thiên ma, tức là chư thiên ma đó, họ mới nhập vô các cái người phụ nữ đó, khiến cho các cái người phụ nữ đó đó phóng dật, bây giờ phóng dật nhiều hơn nữa, đứng dậy đó là ca, là múa hát lung tung. Nhưng mà may mắn thay cho họ đó là trước mặt của họ đó là Đức Thế Tôn, bậc chánh đẳng giác. Cho nên ngài mới dùng thần lực, ngài mới dùng thần thông của ngài đó, tạo ra một cái luồng ánh sáng để thức tỉnh họ, rồi cũng là vì làm cho bầu trời đó nó tối sầm lại, giống như kiểu đó là trời sắp sập vậy, khiến cho họ sợ, tạo ra một cái luồng ánh sáng là để cho họ bừng tỉnh trở lại. Thì đó là cái cách để Đức Thế Tôn tiếp độ họ. Đó, thì nhờ đó bắt đầu đó là gì? Chư thiên ma đó mới ra khỏi người họ.
Đó thì trong trường hợp như thế nào đó thì là chư thiên ma có thể điều phối cái tâm mình được, xin thưa quý vị? Một chúng sinh mà cái tâm lực của họ yếu quá, cái tâm lực yếu đó là bởi vì bị lệ thuộc quá nhiều vào tham lam, sân hận, si mê, thì khi đó, đó tâm lực sẽ bị yếu. Lúc bấy giờ đó tha lực sẽ khống chế cái tâm của họ, điều khiển họ. Đó thì chư thiên ma đó làm được việc này. Càng thắc bà là các hương thần đó, thì càng thắc bà các hương thần này là cũng điều phục được con người khi tâm lực của con người đó, đó yếu đuối. Cho nên chúng ta thấy trong đời sống này cái hiện tượng mà lòng xuống bóng đó. Đó thì đây đó, đa số đó là càng thắc bà nhập vào, và cũng có khi đó là giả xoa. Đây là những cái hạng chúng sinh mà có thân lực, xin thưa quý vị. Đó, có thể điều phục con người, có thể làm con người trở thành cái con rối của họ. Còn ma vương đó thì là chúng ta biết được cái quy luật của ma vương ha. Kể cả Đức Chánh Đăng Chánh Giác là ma vương còn thử được mà. Huống nữa đó là người phàm phu thông thường. Đó, rồi đến Phạm Thiên, Ramuna. Ngày nay chúng ta thấy có nhiều cái tôn giáo mới xuất hiện đấy, xin thưa quý vị. Người ta lấy cái danh nghĩa đó là con của trời nè, con của Phạm Thiên nè, đại diện trời nè, đại diện Phạm Thiên nè, để dụ dỗ lôi cuốn nhiều người đó. Và kỳ thực đó thì cũng có một số các ông giáo chủ mấy cái tôn giáo lẻ lẻ này nè là có cái sự hiểu biết thật. Rồi đôi khi đó cũng có một số người đó là có như là Phạm Thiên rồi đó, họ điều đó thì xin thưa quý vị đó, Phạm Thiên cũng cũng chi phối tâm của con người. Ở đây là các nhân vật mà có cái thần lực vậy đó, điều phục có cái thần lực là chi phối con người vậy. Thì sở dĩ mà con người bị điều phục, xin lỗi, bị chi phối hay bị làm con rối vậy đó, thì chúng tôi nói lại là vì do cái tâm lực của người đó yếu. Mà tâm lực yếu mình hiểu là gì? Tâm của họ còn nhiều cái bận như cẩu quê lắm. Còn tham lam, sân hận, si mê, rẫy đầy. Đó thì lúc đó đó, cái tâm của họ mới trở nên yếu. Chứ còn mà tham lam, sân hận, si mê không còn à, hoặc là tham lam, sân hận, si mê còn ít ít á, thì cái tâm lực của họ mạnh. Tâm lực mạnh đó, thì các hạng này nè, chư thiên, càn thác, bà, ma vương, phạm thiên đó, không có điều phối được cái tâm của người đó. Đây là khía cạnh thứ nhất. Khía cạnh thứ hai là cái công việc nhiếp phục, thanh lọc, làm cho cái tâm của mình thanh tịnh đó. Thì xin thưa quý vị đó, không ai làm thay mình cả. Yeah, không ai làm thay mình cả, mà phải tự bản thân của mình làm. Quý vị có đồng ý vậy không? Có ai đó ha làm cho mình đó hết cái sự thèm uống rượu không? Em hút thuốc lá không? Theo quý vị có không? Mà bỏ được uống rượu nè, bỏ được hút thuốc lá nè, rồi nói rộng ra tí đó là bỏ bài bạc nè, bỏ chơi bời nè,
Đó thì cái bỏ đó đó, có ai làm thay cho mình được không xin thú gì? Không. Mà tự bản thân của mình làm đấy. Chứ tự làm bản thân của mình làm đấy. Chứ không ai làm thay cả. Đó vậy thì làm sao mình làm được xin thú gì? À, muốn làm được á thì mình cũng phải hiểu nè ha. Cái lợi và cái hại. À, mình phải hiểu được đó. Bài bạc nó có lợi hay có hại? Ở trong duyên sự của cái câu kệ này đó là Đức Thế Tôn ngày hỏi ông Bà La Môn này đó, ông sống bằng nghề gì? Ông Bà La Môn trả lời là bạch Đức Thế Tôn, con sống bằng nghề đánh bài. Đó, vậy thì theo bà con chứ đánh bài đó có lợi hay có hại? À, từ cái chỗ đánh bài này ha, cái mình mới suy ra nữa là gì? À, chơi đề đó à, hoặc là gì, trộm cướp à, vân vân. Đây là những cái công việc à, mà đối với cái người gọi là lười biếng lao động để tạo ra của cải đó, người ta thích thú. Tại làm sao à? Làm à, nhẹ à, mà có lợi đó, đôi khi nó nhiều. À, làm thì ít mà à, có khi đó mang về cái lợi đó nó nhiều à. Thì đây đó là cái lòng tham đắm. Tham xin thú gì? Vì do cái thông lòng tham lam của chúng sinh nói chung và của con người mình nè nói riêng à, thì thành ra đó người ta mới làm những cái công việc này. Đó, ta mới làm những cái công việc này. Đó, thì bây giờ mình mới phân tích nè. À, đánh bài, à, ghi số đề, trộm cướp. Đó, đánh bài, ghi số đề, trộm cướp. Khi mà thắng đó thì sao xin thú vị? Dẫn đến đó, làm cho mình tự hào nữa, kêu căng. À, và khi có cái sự tự hào, kêu căng sao đó ha, mà mình có được những cái này nó dễ dàng quá. Từ chỗ đó dẫn đến sự lười lao động đó càng nhiều hơn. Giá lười lao động càng nhiều hơn. À, chúng tôi ví dụ một cái câu chuyện ha. Bà con chúng ta nhớ có một cái tích chuyện cũng nằm ở trong cuốn kinh ha. À, nói về hai người bạn đi nghe pháp đó. À, thì một người có chánh kiến và một người đó không có chánh kiến. À, thì người không có chánh kiến đó là người này làm cái công việc đó là thái máy tay chân, tức là đi móc túi của người ta đó. À, thì cái người này đó là lợi dụng bà con cô bác trong lúc người ta đang nghe pháp đó. À, cái bắt đầu đó là thái máy tay chân, cái có đồ. Còn cái người đó mà có chánh kiến đó ráng cố tâm à, nghe pháp rồi giữ tâm giới đó. À, thì thành ra là gì? Không có cái chi cả. Vẫn không có cái chi vậy đó thì cái đời sống của cái người mà chánh chân chánh có chánh tính đó đó thiếu thốn nhiều thứ. Riêng cái người mà thấy máy tay chân đó sao mà thấy mình muốn ăn cái gì cũng có à, cái dẫn đến tự hào không có lao động à, sống bằng cái nghề đi ăn cắp ăn trộm đó thôi à, quý vị thấy cái tai hại chưa à, rồi thì người mà có chánh tính đó, đó hay do siêng năng tinh tấn gì thì nếm được hương vị pháp. Còn cái người mà thấy máy tay chân nó lười biếng biến nhát dẫn đến cái hậu quả phải gánh chịu là sao có thắng hoài mạng chúng đọa à, cho nên đây là à, khi mà thắng đó, thì khiến cho cái người đó đó tự hào kiêu căng dẫn đến lười biếng nữa à, sau này mà đụng chuyện cái đó để đi làm lại cho nó tích cực là chân chánh đúng đắn để tạo ra của cái gì khó vô cùng đó, đó là trong trường hợp rồi thua thì sao? Đánh bài thua này, ghi đề thua này, đi ăn cướp trộm không được đó thì là ủ rũ buồn bực chán nản à, có khi dẫn đến là gì? Quyền sinh luôn đó. Thì từ cái chỗ này đó ha, chúng ta thấy đó
mình mà làm làm nô lệ cho cái lòng tham vậy đó thì là lợi hay là hại? Mặt trái của lòng tham đó là sự ủ rũ, buồn, chán nản, bực bội, nóng nảy, gắt gỏng. Đây là mặt trái. À, thì dù do mặt trái hay là mặt phải này đều không có lợi. Và với cái việc làm mà dẫn đến không có lợi như vậy đó, thì mình có làm không? Mình có chọn không? À, thành ra là gì? Trước hết mình cũng phải xác định, mình cũng phải thấy ra cho được cái điểm lợi và điểm hại của nó. À, thì điểm lợi điểm hại này là tùy thuộc vào cái sự hiểu biết của mình rộng hay là hẹp. Để mình thấy được cái điểm lợi này nè rộng, điểm lợi này nè sâu sắc, điểm hại này nè rộng, điểm hại này nè sâu sắc, chi li. Đó, thì khi mà mình thấy ra được cái lợi cái hại vậy thì bắt đầu đó là gì? Mình không có ước muốn, mong muốn phải chịu cái hậu quả của cái việc hại đó. Từ chỗ đó là dẫn đến có phải đó là cái gì? Từ bản thân của mình là cam tâm tình nguyện ngăn trừ, tức là tu tập ba giới phần ngăn trừ, là quyết sống đời sống đàng hoàng, chân chánh, thánh thiện, nghèo cho sạch, rách thì cho thơm, ăn uống đạm bạc cũng được. Nhưng mà là gì? Đời sau kiếp khác có thể đổi đời. Đời này kiếp này mình nghèo khổ, sinh ra trong giai cấp thấp kém, ngu đần dốt nát. Nhưng mà đời sau mình có thể tiến bộ hơn. Còn nè, giờ mình không thấy ra cái lợi và cái hại vậy đó, rồi cái gì? Sống giống như con thiêu thân vậy đó, cam tâm tình nguyện làm nô lệ tay sai cho lòng tham lam đó, cho lòng sân hận đó, cho lòng si mê dục nát đó, thì rồi gì? Bóng tối tiếp tục đi vào bóng tối. Kiếp này mình được làm người nè, kiếp sau đó chưa chắc. Và cái nguy cơ đó mà không được làm người rất là cao. Nguy cơ mà bị đọa vào bốn đường khổ đó rất là cao. Thì khi mà mình hiểu ra, mình thấy rõ ràng cái lợi và cái hại vậy đó, thì dĩ nhiên đó là mình phải tránh xa cái hại và mình phát triển, mình làm lớn mạnh cái lợi. Lúc đó đó là mình tu tập chánh tinh tấn. Rồi mình nhớ rõ cái gì là lợi, cái gì là hại vậy, thì lúc đó đó là mình tu tập chánh niệm. Và lòng của mình đó kiên định vững chãi vậy đó, không thay đổi, thì lúc đó đó là mình tu tập chánh định. Giờ mình tu tập chánh định, còn mà mình không có thấy ra cái lợi và cái hại đó, thì xin thưa quý vị đó, ngũ dục là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, chúc lạc, hoặc là lợi đắc, danh vọng, cung kính, hoặc là tiền tài, danh lợi đó, nó là những cái miếng mồi ngon đó. Nó là những cái miếng mồi ngon, nó thu hút, nó lôi kéo mình. Đó, do đó với ai nè, tâm không có tu tập, tức là không có tu tập bát chánh đạo đó, thì dễ dàng bị lôi kéo lắm. Còn những ai nè mà có tu tập bát chánh đạo, khiến cho cái tâm của mình vững chắc vậy đó, và phải đạt đến cái trình độ đó là bậc thánh đó, thì tâm mới kiên định, không có lui sụp được. Giống như ở trong bài kinh Tam Bảo dài đó, ở trong đó có cái đoạn là dạ thinh đa khi lô bát thở nguyên sinh tu sinh tu sinh gia chất tập hòa tê biệt sam tam vô tất thu mang sát bồ đề sanh quả đa mi vô ariya sách tất thu và mang sa puri sang buddha miyo re ya sat cha mi wa cha pas te idam bi sang khe rat năng pa nay tăng nghe te na sat cha wa che na ho tu là như cột trụ kiên cố khéo y cứ lòng đất, dầu cho gió tám phương cũng không hề lay động. Ta nói bậc chân nhân
tự tại trước tám ngọn gió đời cũng giống vậy. Như chính Tăng Bảo là phúc lành cao thượng. À, vậy thì Tăng Bảo ở đây mình hiểu là gì? Là bốn bậc thánh. Nói gọn. Còn nếu mình nói rộng ra là tám. Phải cho đến khi mình thành tựu được bậc thánh thì cái tâm của mình mới kiên định vậy. À, lúc đó đó không có bị các cái mồi của ma này nè, nó lôi cuốn, nó làm cho mình đó phải bị điên đảo. Mồi của ma này nó không có chi phối được cái tâm của mình nữa. Giống như là ông Thiện Giác Cùi đó, xin thú gì. Ông Thiện Giác Cùi đó, sau khi ông nghe Đức Thế Tôn thuyết cho ông nghe câu pháp xong, ông chứng đắc đạo quả Tu Đà Hoàn á, thì ông rời khỏi hội chúng đi ra vua trời Đế Thích xuất hiện. Cái ví dụ ông nói pháp của Sa Môn Cồ Đàm đó, nói rằng ha, vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng không phải hoàn toàn vậy đâu. Cũng có cái đó thường, cũng có cái đó lạ, cũng có cái đó có ngã. Bây giờ ông đừng có hoàn toàn tin Sa Môn Cồ Đàm. Thì ta có thể đó là cho ông tiền bạc, cho ông danh vọng. Đó là vua trời Đế Thích thử vậy đó, sư tu gì. Tức là lấy tiền bạc, lấy danh vọng ra để mà dụ. Nhưng mà ông Thiện Giác Cùi này nè, cái tâm của ông kiên định rồi, ông đã thành tựu được Bát Thánh Đạo rồi. Thì thành thử ra là gì? Ông nói thẳng. Ông không phải là người dạy. Những cái gì mà ông nói đó không đúng. Thì lập tức lúc đó vua trời Đế Thích hiện nguyên hình. Hoặc giả có một cái câu chuyện khác, xin thưa quý vị, mặc dù đó người này chưa phải là thánh, nhưng mà cái tâm của họ đó cực kỳ kiên định. Tâm của họ đó không để cho mồi của ma đó dụ được. Là hai vợ chồng, một người lao động nghèo sống trong một cái chòi ở ngoài ruộng đó. Một lần nọ được bốc thăm để thỉnh chư tăng về nhà đó. Thì bốc thăm dính ngay Đức Phật. Ông chồng ôm bác đến đứng trước hương thất của Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn tới giờ đi bát, ngài đưa cái bát cho cái người thanh niên nghèo này. Thì lúc đó cũng có vua nè, có quan nè, có các đại phú hộ. Thì bây giờ đó các đại phú hộ đó mới nói với cái người thanh niên nghèo này đó, nói giờ ông nhường cái bát đó lại cho tôi đi, tôi sẽ cho ông số tiền vậy vậy vậy. Còn các quan vua đó thì nói giờ ông nhường cái bát lại cho tôi vậy đi, thì tôi sẽ phong quan kiến điền cho ông. Thì người thanh niên nghèo đó đó, xin thưa quý vị, dầu cho đó bị những cái mùi ngon đó nó cám dỗ vậy, nhưng mà cái tâm cũng vẫn kiên định, không có lung lay. Dạ, không có lung lay. Đó thì người này đó chưa có trở thành bậc thánh đó, xin thưa quý vị. Nhưng mà là cái gì? Sự giàu có nè, không làm cho cái tâm của người đó lung lay. Quyền thế đó cũng không làm cho cái tâm đó, cái tâm của người đó, đó lung lay. Thì qua những cái câu chuyện mà chúng tôi kể cho bà con đó ha, từ cái chỗ đó đó mình thấy được rằng ha, cái tâm của mình đó mà có được cái sự hiểu biết về nhân quả nghiệp báo rộng rãi, sâu sắc, hiểu biết về vô thường, khổ, vô ngã rộng rãi, sâu sắc chừng nào đó thì dẫn đến mình, bản thân của mình đó, sư tu gì, sẽ cam tâm tình nguyện ngăn trừ những cái điều ác
điều xấu phiền não chừng đó. Và hỗ trợ để cho mình nhớ biết, hỗ trợ để cho mình siêng năng tinh tấn từ bỏ phiền não ác pháp, phát triển thiện, giữ vững cái tâm của mình kiên định vững chắc chừng này. Đó là dựa trên bát thánh đạo xin quý vị. Thì lúc đó đó mình sẽ hiểu biết được rõ ràng cái gì là lợi, cái gì là hại, từ bỏ cái hại, phát triển cái lợi. Và không phải đó ai làm giùm mình cả, mà tự bản thân của mình phải làm. Mình hôm nay tập bố thí thì mình đang tạo ra cái nhân, cái duyên để từ bỏ được cái lòng bủn xỉn tham đắc. Hôm nay mình giữ giới là mình tạo ra cái nhân, cái duyên, điều kiện để từ bỏ đi sự sân hận. Hôm nay mình nghe pháp mà chiêm nghiệm về cái thân ngũ quẩn này để thấy được cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã. Là mình đang gieo cái nhân, gieo cái duyên, tạo điều kiện để mình từ bỏ, diệt bỏ đi cái sự tối nát, sự tối tâm, sự không hiểu biết của mình. Mỗi một nhân thiện mình làm thì xin thưa quý vị, đó là mình đang tạo cái điều kiện, tạo cái nhân, cái duyên để khi cái nhân, cái duyên đó, đó mà nó lớn mạnh thì lúc đó, đó mình sẽ từ bỏ được tham lam, sân hận, si mê ở trong tâm mình. Và khi đó mình là người chiến thắng được cái tâm ma của mình, chiến thắng được phiền não ác pháp. Và lúc đó, đó không có ai ở trên cuộc đời này đó có thể sai sử điều khiển được cái tâm của mình. Thì ước mong tất cả chúng ta đều đạt được đến cái trạng thái này, cái trình độ này trong một ngày sớm nhất. Chúng tôi xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài là câu kệ pháp cú số 105 tại đây. Phước báo phát cho sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Xin chia đều phước giảng pháp này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, đồng tiến hóa an vui. Nam mô Buddhaya. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn đã giảng bài học số 105 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn. Dạ, con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Đức chúc phúc cho chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, sư có trước máy không? Cho con xin một tín hiệu. Dạ, con kính thỉnh sư, kính nhân mít đến sư. Nam mô Bụt Thầy nhé. Con xin đại diện cho chư tăng để phúc chúc phúc báo đến toàn thể đạo tràng à. Hôm nay sớm quá con cũng hơi bất ngờ à. Con vừa vào thì thấy cô Cẩm Vân chưa kịp nghe gì, không biết là đã tới phúc chúc chưa à? Alo, đạo tràng có nghe rõ không ạ? Dạ rồi. Dạ, con xin thay mặt chư tăng để phúc chúc đến đạo tràng ạ. Tê tha la tha su khi ta vi run ha bút tha sa sa ne a ro ga su khi ta ho tha sa ha sa pe nhà tỳ phi nguyện đàn na tinh thi gia đình cùng quyến thuộc được thiểu bệnh đích khổ thường hạnh phúc an vui
tinh tiến tu Phật đạo, sở nguyện được viên thành. Sittiya Janagatha Sikthama tu Sikthama tu Sikthama tu Idang Phalang Etasming Gratanatayasming Sambasa Danache Taso. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Minh Mẫn Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya ne wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bu thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa quan tu bu chi ta so thiên ca ron te tha quy hà ra măng đa lê thể ra cha mát cha na wa ca cha bit kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra sa pa na bu ta su khi ta pa quan tu te cha la bu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se đa cha ta a tha vô pa ba ti ca ni ya ni căng tham ma wa rằng ba ti cha te